Chào các bác nhá, em test cái nắp bệt vệ sinh Panasonic khiển rời này. Đây em bán rồi nhá. Chức năng rửa vệ sinh chung này. Đấy. Đây là tăng giảm áp lực nước nhá. Nhỏ đi này. Tăng lên này. Lúc này điều chỉnh độ dài ngắn nó cần phun này. Đấy, dài ra này. Ngắn lại này. Chức năng vệ sinh phụ nữ này. Hai cái nút bên trên này cũng điều chỉnh như vậy nhá. Nút stop này, rửa xong nhấn nút này để tắt đi nhá. Đây là cái đặt nước nước nóng này, nó có ba cái đèn nhá. Này nhẹ này, trung bình này, mạnh này. Và để tắt đi này. Này độ ấm chỗ ngồi này. Đấy. Ngoài ra thì có một nút rửa bằng tay ở đây. Nhấn ở đây cũng được.